Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vít Channel. Hôm nay mình sẽ làm video để tháo rời con Rubik cương này và khôi phục nó lại nha các bạn. Cái con Rubik cương này thì video trước mình đã có đập hộp và review rồi và cái chất lượng nó rất là kém. Thì mình đã thử xoay vài vòng và nó đã bể một cái góc của nó ra và nó làm bung hết cả cái con này ra. Bây giờ để mình sẽ tháo lại cái góc bể cho các bạn xem nhé. Vì sao nó bung ra nhé? Đây, nó bị bể ở cái phần này. Và lúc xoay thì nó bể tung ré ra đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo rồi cái con này ra rồi mình sẽ lắp ráp lại cho các bạn. Biết đâu một số bạn mà cùng bị trường hợp giống mình còn biết cách lắp ráp nhá. Cái con này thì nó có nó chia làm 3 tầng. Bây giờ mình sẽ xác định cái tầng dưới cùng là tầng cao nhất này. Mình sẽ phân loại ra những cái mảnh ghép mà ở phía dưới, tầng dưới cùng, rồi tầng giữa và tầng trên cùng để mà xếp theo thứ tự cho nó dễ dàng nhé các bạn. Ok, bây giờ mình bỏ này qua một bên. Những cái mảnh ở phía dưới thì là những cái mảnh to nhất nè. Để cho nhìn cho dễ với lại để lắp cho dễ thì mình sẽ chọn ra 9 cái mảnh. Cả cái mảnh tâm này là 9 mảnh, thì thực ra ở trong này chỉ có 8 mảnh thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, những cái mảnh ở trên cùng là những cái mảnh nhỏ nhất nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 8, 9. Rồi, chỉ có 4 cái mảnh ở phía giữa này thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ráp cái mảnh ở phía dưới cùng lại với nhau thành một tầng nha. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần xếp cho nó làm sao thành một cái hình cầu ở trong này là được. Hình tròn ở phía trong này đó, các bạn thấy không? Ở đây thì mình sẽ xếp tại nó có cái khớp lại, nhìn lại ở đây để mình xoay lại gần cho các bạn xem đó. Rồi tiếp theo, cái này thì cũng đơn giản thôi, không có gì là phức tạp hết. Rồi cái mặt này xong tới mặt này đó, mình đã lắp xong cái tầng dưới của cái con Rubik gương này lại rồi nha. Rồi tiếp theo là sao? Tiếp theo mình sẽ để cái tâm này vào ở cái phần này cho nó khớp. Trước khi để thì mình nên xoay những cái mảnh tâm khác, những cái tâm khác nó về đúng cái vị trí của cái mặt Rubik, rồi mình đẩy vô để tí nữa mình lắp ráp cho dễ. Mà cái này thì bây giờ nó hơi lỏng nên mình bỏ khéo léo một chút nha các bạn. Đó, ok, rồi mình lấy tay giữ, hoặc là nếu các bạn có băng keo á, các bạn hãy lấy băng keo cố định cái mặt dưới lại. Rồi ok, mình đã chỉnh các tâm lại về đúng cái vị trí của các mặt. Xong tiếp theo là mình sẽ lắp cái tầng 2 vào. Cái tầng 2 này thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có 4 mảnh thôi, 1, 2, 3, 4, nên mình chỉ chọn những cái mảnh đúng cái vị trí, xong rồi mình ghép nó ở phía trên, ghép xuống nhá. Đó, ghép ở phía trên, ghép xuống như thế. Rồi, cái mảnh thứ hai này mình cũng ghép ở phía trên, ghép xuống. Đây, thứ này. Rồi, ok, chỉ còn 2 mảnh nữa thôi. Đây, cái mặt này nó nằm ở phía này, không phải, nó nằm ở phía này các bạn ơi. Đó, xong cái phần ghép, xong cái phần thứ hai này thì con Rubik thì trở nên chắc chắn hơn và nó không có dễ để mà bị bung ra nữa. Để mình xem được cái mặt nó đâu. Đây, ok, mình sẽ luồn nó ở phía trên, luồn xuống nha. Thường cái cuối cùng thì nó chặt hơn so với những cái khác. Rồi ok, các bạn thấy không, mình đã lắp ghép xong hai cái tầng của con Rubik gương này, nhưng mà các bạn cũng cẩn thận nhé. Thì bây giờ hiện tại nó vẫn chưa xoay được đâu, nó đỡ bung hơn khi chúng ta lắp ráp một tầng, nhưng mà phải lắp xong 3 tầng thì lúc đó nó mới chắc chắn được.
Cái con Rubik này nó bị gãy ra bởi vì cái nhựa, cái phần tâm này nó rất là mỏng, nên lúc mình xoay mà nó bị kẹp ở các cạnh với nhau thì nếu xoay với một lực mạnh thì nó sẽ bể liền. Do đó các bạn có thấy không, nó rất là mỏng. Cái này thì đáng lẽ là phải ghép vô đây nè, tại vì hiện tại bây giờ mình sẽ ghép vô trước cho các bạn xem nhé. Tại vì cái này phải dùng cả keo cố định vô chứ không nữa thì trước sau gì nó cũng bung à. Rồi, theo thứ tự thì mình theo thứ tự để mà khôi phục lại con Rubik này thì các bạn cứ làm theo từng tầng nhé, tầng dưới, tầng giữa và tầng trên cùng. Rồi ok, tầng trên cùng này là những cái mảnh nhỏ nhất, tại vì những cái mảnh nhỏ nhất mình để dành ở trên cùng bởi vì nó khó cầm mà khó để mà xếp lại, để mà định hình lại. Nếu mà chúng ta dành cái này mà lúc mà xếp ở tầng dưới cùng thì chúng ta sợ không cầm được mà bỏ cái tâm vô đâu. Ok, mình sẽ chọn những cái mảnh ráp khác để mà ráp cái tầng này. Một mảnh nè, hai nè, chúng ta xếp theo thứ tự trước đi. Một nè, hai nè, ba nè, cứ chúng ta cứ xếp theo thứ tự theo một cái hình từng mặt. Cái tâm nữa là 5 nữa các bạn. Mình sẽ dùng luồn xuống dưới 5 nè. Chúng ta để cái mặt cạnh ở cuối cùng nhé. 7. Rồi tại cái mặt cạnh này nó dễ đút vô hơn so với cái mặt góc. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn một mảnh cuối cùng, và chúng ta sẽ hoàn thành việc khôi phục lắp ráp để khôi phục lại cái con Rubik gương này nhá. Để mình sẽ đẩy vô nè. Rồi, các bạn thấy không, với cái cách của mình thì mình đã khôi phục lại hoàn toàn cái con Rubik gương lúc mà nó bị bung ra tất cả các mảnh rồi. Và chắc chắn là mình phải dùng keo dán 502 hoặc là keo OneDraw gì đó để dán lại cái mặt, cố định lại cái mặt này. Nếu không dán lại thì trước sau thì nó cũng sẽ bung ra. Thôi mình sẽ đặt một cái con khác với giá tốt hơn để xem chất lượng nó có ok không. Còn con này mình sẽ để trưng bày thôi nhé các bạn. Ok, cái video của mình để khôi phục lại con Rubik biến thể gương này thì tới đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn nào lỡ làm bung hoặc là tháo cái con Rubik gương này mà chưa biết xếp lại thì hãy xem lại video của mình nhé. Chúng ta cứ xếp theo từng tầng thôi, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Vậy là ok rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy hay thì các bạn cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.